hai đứa bay đóng phim Hàn Quốc á hả? Cô ấy bị chật chân á ba, con cổng về mà cứ la hoài vậy nè. Đó nó không sao mà cứ làm quá lên ạ. Không sao sẽ được mà không sao. Mà chị nè, chị làm cái gì á mà ra đông nổi này dữ vậy? Hồi sáng nay á chị chơi đá banh với mấy đứa học sinh, không cẩn thận cho nên mới bị đau nè. Chắc là ham quá chứ gì. Đàn bà con gái gì mà không ý tứ gì hết trơn. Chị cảm thấy ổn chưa? Trời ơi, đá hoàng ổn à. Xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi. Con gái nữa mà vậy đó. Cái chân đá đâu mà đá vậy? Không đâu đá cỡ nào nữa. Chị đang muốn nói chuyện với em nè. Chị làm gì vô phòng không có cửa vậy? Cái thằng này, có biết là chị chờ lâu lắm rồi không hả? Tại sao xin nghỉ làm mà không nói cho chị nghe hả? Thì em xin nghỉ, thì em xin nghỉ thôi. Nè, cái thằng này. Chị. Em đang nói chuyện với chị hai em đó. Tại sao lại nghỉ làm hả? Trời ơi, chị ơi, mình xin nghỉ, mình thích làm nữa, mình kiếm chỗ khác mình làm. Đi làm mà thích thì nghỉ. Em hay quá ha. Em có biết là cái chỗ đó khó xin vô lắm không? Trưởng khoa người ta thích em nữa. Nghỉ làm xong là làm ở đâu chứ? Em lớn rồi, em biết tự lo cho bản thân mình. Buông ra. Không buông. Em nghẹt thở quá nè. Không buông. Thôi mà, đừng có uống nữa được không? Em cũng đã làm hết sức mình rồi, có gì đâu phải buồn chứ. Bệnh viện mới gọi điện thoại cho em kìa. Em tính ở nhà hoài hả? Uống hoài thì có giải quyết được gì đâu chứ. Chị đá em một cái đi chị. Cái gì? Chị đá em một cái thiệt mạnh đi chị. Đá mạnh vô, biết đâu nhờ cú đá của chị em tỉnh ra. Thôi mà. Chị cứ đá đi chị. Chị đá vô đây nè. Sao? Có cần chị đá thêm một cái nữa không? Không cần. Em tỉnh rồi chị ơi. Buông em ra. Không buông. Em nhịp thở quá. Bây giờ em có nghe lời chị hay không hả? Được rồi. Để em suy nghĩ lại. Buông ra. Buông em ra. Chị không cần biết em nghĩ như thế nào. Em mà nghĩ làm là em chết với chị đó nghe chưa? Cậu gọi như vậy mà là xong hả? Chiều nay phải làm xong cho tôi. Dạ. Đi rồi. Được rồi đó. Chị không muốn em ở đây bị người ta ăn hiếp. Còn bác sĩ. Chị. Chị tính làm gì? Chị tính làm gì? Chị. Chị. Nếu bác sĩ mà ăn hiếp em tôi thêm một lần nữa, coi chừng cái mũi của bác sĩ lúng vô trong đó. Đi về với chị. Dạ. Em còn nhiều việc phải làm. Chị nhớ kiếm cái gì ăn đó. Dạ.